Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký ngày hôm nay, được phát hình và phát thanh từ Bắc California thì đúng hơn. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai cái đề tài phân tích thời sự trong Hilton Nhật Ký. Và đề tài thứ nhất vẫn liên quan tới cái phiên họp vừa chấm dứt của cái hội nghị G20, và hiện nay thì đang có cái hội nghị APEC diễn ra tại Thái Lan. Và trong cái bản tin ngày hôm nay ở trên cái tờ Taiwan News thì quý vị thấy là lãnh đạo của các quốc gia gồm có Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Nam Hàn đã yêu cầu tái lập lại cái hòa bình của và ổn định của eo biển Đài Loan ngay lập tức. Đây là cái thông cáo chung của cả bốn quốc gia gồm có Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Nam Hàn đã yêu cầu là phải tái lập lại cái hòa bình ổn định và quản trị cái ổn định trên eo biển Đài Loan. Tiếp theo 3 tháng liên tục đã có sự thay đổi hiện trạng từ phía của Bắc Kinh, và phía Bộ Đại Ngoại giao Đài Loan, cơ quan Bộ Ngoại giao là MOFA đã lên tiếng và hoan nghênh cái việc này. Và đây được xem là một chiến thắng mới nhất của Hoa Kỳ. Tại sao tôi gọi là chiến thắng và Hoa Kỳ giành lợi thế? Quý vị, trong một tháng này chúng ta có tới 4 cái hội nghị của cộng đồng quốc tế. Đầu tiên hết là cái COP27 diễn ra ở tại Ai Cập với tổng cộng là 100 trên 100 lãnh đạo quốc gia đã có mặt. Hội nghị thứ hai là cái hội nghị diễn đàn của khối ASEAN tại Phnom Penh ở tại Campuchia, mà trong đó là khối ASEAN gồm 10 quốc gia trong hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng với lại các đối tác và họ mời, trong đó có rất nhiều những lãnh đạo của thế giới, trong đó có cả ngoại trưởng của Nga, có cả tổng thống của Nam Hàn, có thủ tướng của Nhật Bản, có thủ tướng Úc, có tổng thống Hoa Kỳ, vân vân, và có Lý Khắc Cường của Trung Quốc cũng đã tham dự. Rồi tiếp đến là ngày 15 và ngày 16 lại là cái hội nghị của khối G20 diễn ra tại Bali, Indonesia với 20 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới cùng với một số đối tác được mời tham dự trong cái hội nghị này. Và cuối cùng bây giờ là ngày 16 cho tới ngày 19 Tây là cái diễn đàn kinh tế dọc theo vòng đai Á Châu Thái Bình Dương, gọi là diễn đàn APEC, diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Và quý vị, trong tổng cộng 4 diễn đàn đã diễn ra thì quý vị, những vấn đề mà người ta thảo luận nhiều nhất vẫn là cuộc chiến của Nga tại Ukraine, sự đe dọa của Trung Quốc đối với khu vực Á Châu Thái Bình Dương, rồi khí hậu toàn cầu, và cuối cùng là tình trạng mà chống lạm phát của các quốc gia và nền kinh tế suy thoái của thế giới. Quý vị, đây là những cái đề tài đã diễn ra trong 4 cái hội nghị. Trong đó thì riêng ở tại Campuchia thì nó lại có thêm cái vụ mà gọi là thảo luận về cái COC, tức là Code of Conduct, quy tắc ứng xử trên biển, mà phía Trung Quốc đang tìm cách đàm phán với các quốc gia ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thì quý vị, trong 4 cái hội nghị này thì coi như là đây là cái chiến thắng lớn của Joe Biden khi mà ông ta xuất ngoại và tham dự liên tục các cái hội nghị này. Tại sao tôi gọi là một chiến thắng lớn của Joe Biden và chính phủ Hoa Kỳ? Bởi vì cả trong 4 cái hội nghị này thì quý vị, Hoa Kỳ đã chiếm được rất là nhiều những cái lợi thế từ cái hội nghị COP27 cho tới cái cuối cùng là cái hội nghị APEC đang diễn ra tại Thái Lan. Ok, tôi đi từng bước một để cho quý vị thấy rõ ràng là phía Joe Biden đã giành được cái ưu thế nhiều hơn so với Tập Cận Bình Bắc Kinh. Có lẽ là bởi vì cái xu thế mà bắt đầu tách rời Trung Quốc ra đã khiến cho Joe Biden giành được lợi thế. Đầu tiên hết, trong cái hội nghị COP27 diễn ra tại Ai Cập năm nay, hội nghị này chủ yếu là nhắm vào cái vấn đề gọi là tác hại của cái trái đất bị hâm nóng, và các quốc gia thảo luận về việc mà giảm đi cái nhiên liệu, cái nguồn nhiên liệu hóa thạch, tức là than đá. Than đá là một trong những cái chủ chốt mà họ đã tìm cách giảm đi, bởi vì cái này nó thải ra chất mê than quá nhiều và khiến cho cái bầu không khí bị ô nhiễm và trái đất bị hâm nóng lên. Quý vị,
Thì tại sao tôi nói là Hoa Kỳ chiếm được lợi thế ở trong cái hội nghị này và Joe Biden? Lý do thứ nhất là phía của Hoa Kỳ đã thành công khi mà các quốc gia trong cái hội nghị này lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải đứng chung với các quốc gia đã phát triển để bồi thường thiệt hại cho các quốc gia đang phát triển nghèo khó và hậu bị tác hại về môi trường. Đây là lần đầu tiên các quốc gia đã lên tiếng và có sự đồng thuận chung của nhiều quốc gia trong hơn 100 lãnh đạo quốc gia trên thế giới tham dự hội nghị này. Và lần đầu tiên Trung Quốc đã bị ép là phải bồi thường về việc họ gây ra ô nhiễm ở trên, và cái sự ô nhiễm này đã tác hại tới những quốc gia nghèo khó đang phát triển ở tại Phi Châu, ở tại Trung Mỹ và ở tại Á Châu. Quý vị, đây có phải là chiến thắng của Joe Biden và của Hoa Kỳ hay không khi mà Trung Quốc lần đầu tiên đã bị soi đèn trong cái trách nhiệm về khí hậu toàn cầu? Xưa nay Bắc Kinh vẫn đội cái nón là quốc gia đang phát triển, tránh né sự đóng góp và tránh né cái việc mà gọi là bồi thường, trong khi Trung Quốc lại nằm trong cái danh sách của những quốc gia gây ô nhiễm nhất trên thế giới. Trung Quốc đã có rất nhiều những nhà máy nhiệt điện sử dụng nguồn than đá để mà hoạt động, và chính nó đã đưa ra tới cái tình trạng mà ô nhiễm rất nặng tại Bắc Kinh. Và chính cái việc sử dụng nguồn than đá này quá nhiều khiến cho cái vấn đề môi trường nó bị hâm nóng. Do đó, ở cái hội nghị APEC này đầu tiên, cái hội nghị COP27 này, thì Joe Biden đã thành công khi mà vận động các quốc gia lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh phải chia sẻ thêm trách nhiệm. Đó là điều thứ nhất mà tôi thấy được là cái chiến thắng của Joe Biden, khi vận động các quốc gia lên tiếng và bắt buộc phía Cộng sản Trung Quốc là phải chia sẻ thêm trách nhiệm về cái gọi là khí hậu toàn cầu. Điều thứ hai là cuối cùng thì Bắc Kinh phải chấp nhận gặp gỡ với lại phía của Hoa Kỳ trong vấn đề môi trường. Đặc sứ môi trường của ông Joe Biden là John Kerry đã gặp gỡ với đặc sứ môi trường của Trung Quốc ở bên lề của cái hội nghị COP27. Quý vị, kể từ khi mà bà Nancy Pelosi bắt đầu viếng thăm đảo quốc Đài Loan vào ngày 3 Tây tháng 8, thì Bắc Kinh đã cắt bỏ tất cả các kênh đối thoại với Hoa Kỳ, trong đó gồm có quân sự và kể cả bên phía về tình trạng khí hậu toàn cầu bị hâm nóng. Nhưng cuối cùng thì Bắc Kinh phải nhượng bộ và phải gặp gỡ John Kerry ở trong cái hội nghị này. Rõ ràng là Joe Biden đã ép được phía của Trung Quốc phải ngồi xuống nói chuyện lại trong cái vấn đề khí hậu toàn cầu. Thì quý vị, lý do tại sao mà ép được là do phía của Trung Quốc thay đổi nhân sự. Và chính vì thay đổi nhân sự này mà Trung Quốc phải để cho phía Hoa, phải gửi đặc sứ môi trường của họ gặp gỡ lại với đặc sứ môi trường của Hoa Kỳ. Lý do là bởi vì Ngụy Phụng Hòa đã chính thức sẽ rời khỏi chức Bộ trưởng Quốc phòng, và Lee Sang-Fu là nhân vật được đưa lên trong cái quân ủy trung ương trở thành tân Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc. Và quý vị, Lee Sang-Fu lại là nhân vật bị Hoa Kỳ cấm vận, từ năm 2018 về vai trò của ông này trong việc mà sản xuất vũ khí dưới Bắc Hàn và với Nga. Do đó quý vị, Trung Quốc bởi vì nâng nhân vật này lên làm Bộ trưởng Quốc phòng, mà bây giờ Bộ trưởng Quốc phòng mà bị cấm vận bởi Hoa Kỳ, do đó Ngụy Phụng Hòa phải nói chuyện với lại phía của Lloyd Austin để yêu cầu tháo gỡ cái lệnh cấm vận này ra cho Lee Sang-Fu là tân Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc. Do đó, để mà đạt được cái thỏa thuận này thì Joe Biden ép ngược lại phía của Trung Quốc là phải gặp gỡ lại phía Hoa Kỳ để thảo luận trong vấn đề môi trường. Do đó, ở cái hội nghị COP27, Hoa Kỳ thành công hai việc. Việc thứ nhất là buộc Trung Quốc phải bồi thường cho các quốc gia nghèo khó và đang phát triển khi mà họ gây tác hại môi trường. Thứ hai là phải nhượng bộ và cử cái đặc sứ môi trường của họ gặp gỡ lại phía Hoa Kỳ, nối kết lại các việc đối thoại. Thì quý vị, ở tại cái hội nghị COP27 thì Joe Biden đã giành được lợi thế. Rồi bây giờ bước qua cái phần thứ hai là cái phần mà hội nghị của khối ASEAN diễn ra tại Campuchia, Phnom Penh. Thì tại đây Joe Biden một lần nữa lại chiến thắng trước cái sự xuất hiện của Trung Quốc, mặc dù Lý Khắc Cường có mặt chứ không phải là Tập Cận Bình. Nhưng mà quý vị, chủ đích của hội nghị này là thảo luận về những thách thức ở khu vực, trong đó bao gồm thứ nhất là vấn đề tranh chấp chủ quyền và cái quy tắc ứng xử trên biển, đặc biệt là khu vực Biển Đông.
thì gọi là COC, tức là Code of Conduct. Thì quý vị, Trung Quốc trước đây đã từng gạt Hoa Kỳ ra và họ muốn thương thảo với từng nước ở trong cái việc mà đặt ra khung quy tắc này, nhưng đã bị thất bại. Và sau khi mà Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu, Trung Quốc thay đổi quan điểm, họ muốn thảo luận với 10 quốc gia ở trong hiệp hội này và muốn dùng cái lợi thế là họ thao túng một số quốc gia để kiếm cái khối phiếu đông hơn nhằm đạt được một cái quy tắc theo quan điểm của Bắc Kinh, mà trong đó họ loại trừ vai trò của Hoa Kỳ với lý do Hoa Kỳ không có thềm lục địa tại đây. Nhưng quý vị, cái COC đã thất bại bởi vì các quốc gia vẫn bất đồng. Họ cho rằng họ là những nước nhỏ, không có khả năng quân sự, trong khi Trung Quốc là nước lớn, có nhiều khả năng quân sự. Do đó phải cần có những cái quốc gia ở bên ngoài giám sát các hoạt động trên biển và giám sát các quy tắc được đặt ra để tránh tình trạng bị bức hiếp, bị bức hại. Do đó, Trung Quốc đã không đạt được cái mục tiêu đầu tiên là để loại trừ Hoa Kỳ, cái vai trò của Hoa Kỳ ra khỏi cục diện của Biển Đông. Hội nghị của khối ASEAN kết thúc trong một cái bối cảnh mà Trung Quốc đã trở thành tâm điểm. Thì quý vị, vấn đề lạm phát đã không được và suy thoái kinh tế đã không được nhắc nhở nhiều trong cái hội nghị này. Nhưng bù lại thì quý vị, trong cái hội nghị này thì bất ngờ phía Philippines đã có cái sự nối kết lại với Hoa Kỳ sau cái chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa rồi và dự cái hội nghị về Đại hội đồng Liên Quốc của ông tân tổng thống Philippines là Ferdinand Marcos Jr. Và kết quả là Philippines sẽ mà mở rộng 3 trại đóng quân, tức là 3 cái căn cứ quân sự của họ, với tiền đầu tư của Hoa Kỳ là 66.5 triệu Mỹ Kim để mà cải thiện các cái căn cứ quân sự này, nhằm để có thể quân đội Hoa Kỳ có thể cư trú hoặc là có thể ghé qua hoặc có thể tập trận chung, huấn luyện cho binh sĩ Philippines. Thì quý vị, ngay sau khi mà vừa chấm dứt cái khối ASEAN, cái hội nghị về khối ASEAN xong, thì là quyết định này đã được đưa ra và cho thấy rõ ràng là Trung Quốc đã thất thế ở khu vực Biển Đông. Hoa Kỳ đã chiếm được lợi thế về cái hội nghị về đặc biệt là liên quan tới vấn đề của Biển Đông. Bên cạnh đó quý vị, Ngụy Phụng Hòa cũng đã phải gặp gỡ với Lloyd Austin. Tại vì Ngụy Phụng Hòa là outgoing, tức là cái người mà sắp sửa hết nhiệm kỳ trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng. Người lên là Lee Sang-phung. Thì bây giờ phía Trung Quốc đang tìm cách tháo gỡ lệnh cấm vận cho Lee Sang-phung. Thì quý vị, hiện việc này về phía Hoa Kỳ vẫn chưa quyết định, nhưng ít nhất là Trung Quốc đã nằm dưới cơ Hoa Kỳ ở tại cái hội nghị khối ASEAN. Rõ ràng Lý Khắc Cường đã không đủ cái bản lãnh để mà thuyết phục khối ASEAN là loại trừ vai trò của Hoa Kỳ ra. Ngược lại, sự xuất hiện của Joe Biden ở cái hội nghị khối ASEAN đã nhấn mạnh thêm cái tầm quan trọng về sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Thì quý vị, rõ ràng ở trong cái hội nghị khối ASEAN thì Joe Biden đã giành được cái lợi thế nhiều hơn, bởi vì ông ta đích thân có mặt, trong khi Tập Cận Bình lại không có mặt mà chỉ cử Lý Khắc Cường, một thái độ mà khối ASEAN xem là khinh miệt đối với họ. Trong khi Tập Cận Bình có mặt ở tại G20, ở tại khối APEC, nhưng lại không có mặt ở tại cái hội nghị G20 mà của ASEAN, mà chỉ dự cái đưa Lý Khắc Cường dự thôi. Thì rõ ràng Bắc Kinh đã có một thái độ rất ngạo mạn. Trong khi đó, đích thân Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden phải bay tới Campuchia để dự hội nghị. Mặc dù là ông đã lớn tuổi nha các bạn, Tập Cận Bình mới có 69 tuổi, còn Joe Biden tháng này là lên 80 tuổi rồi. Nhưng mà Joe Biden vẫn đích thân bay tới đó dự, còn Tập Cận Bình thì không tới Campuchia. Bên cạnh đó, cái điều hay nhất mà Joe Biden đạt được ở tại Campuchia là áp lực Hun Sen, minh bạch cái căn cứ hải quân của Campuchia, mà trong đó có nhiều nghi ngờ lực lượng PLA, tức là lực lượng quân đội Cộng sản Trung Quốc đã có mặt ở trên cái căn cứ này. Thì quý vị, một viên chức của Bộ Quốc phòng cao cấp đã được mời tới căn cứ này để xem coi có quân đội của Trung Quốc hay không. Thì quý vị, rõ ràng là trên nguyên tắc có lẽ là họ đi trước hay là họ giấu gì đó mình không biết, nhưng mà rõ ràng khi mà tới nơi thì không có bóng dáng của một binh sĩ nào của Trung Quốc ở cái căn cứ ở VM ở tại Campuchia. Thì quý vị, ít nhất là Joe Biden đã đạt được cái mục tiêu thứ nhất là đẩy Philippines về phía của Hoa Kỳ, thứ hai là khiến cho Trung Quốc không thể đạt được mục tiêu trong việc loại trừ Hoa Kỳ ra khỏi cái cuộc đàm phán COC, và thứ ba
là cái thế lép vế của Bắc Kinh và cái thái độ của Tập Cận Bình ngạo mạn không tới dự cái hội nghị ASEAN, chỉ cử Lý Khắc Cường tới, thì cho thấy rằng khối ASEAN bắt đầu có khuynh hướng gọi là nghiêng về phía Hoa Kỳ nhiều hơn. Thì đây là chiến thắng của Joe Biden. Rồi quý vị, sau cái hội nghị khối ASEAN xong thì vừa rồi thứ ba và thứ tư là cái hội nghị của khối G20. Thì bên lề của hội nghị này có rất nhiều những cuộc gặp gỡ, bao gồm luôn cuộc gặp gỡ của ông Joe Biden với Tập Cận Bình, ông Tập Cận Bình với lại thủ tướng của Úc. Rồi họ sắp xếp cho ông Tập Cận Bình và ông Fumio Kishida gặp gỡ ở tại APEC giữa tức là thủ tướng của Nhật Bản. Thì quý vị, tại cái hội nghị G20 này, điều mà Trung Quốc bị thất bại, điều mà Trung Quốc đã bị thất bại thì thứ nhất là cái cuộc gọi là gặp gỡ với lại thủ tướng Anh, ông Sunak. Đáng lý ra họ sắp xếp tối ngày thứ ba là để ngày thứ tư ông Sunak, thủ tướng của Anh, sẽ gặp gỡ với lại Tập Cận Bình. Họ đã đạt được cái thỏa thuận vào giờ chó, nhưng bất ngờ thì có hai cái hỏa tiễn rớt vào Ba Lan từ ở cái cuộc chiến của Ukraine, khiến cho ông Sunak mượn cớ ông xù luôn cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình, tức là hủy bỏ luôn. Thì cái vị thật sự ông Sunak, khi mà ông đắc cử chức thủ tướng của Anh á, thì ông đang muốn tập trung vào vấn đề nội địa, đặc biệt là tình trạng lạm phát của Anh đã lên tới 11%, là một cái thách thức mới nhất mà phía Anh phải đối diện. Nhưng ông đã bị áp lực là bởi cái đám hoạt động cho môi trường, buộc ông phải có mặt ở tại cái hội nghị COP27, và sẵn chuyến bay ra Ai Cập rồi thì ông ghé, ông giữ luôn cái G20 là không thể tránh khỏi rồi. Thì quý vị, ông Sunak đã hủy bỏ cái cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình. Bên cạnh đó là cái bản thông cáo chung của Nam Hàn, Nhật Bản và của Hoa Kỳ liên quan tới vấn đề buộc Trung Quốc là phải có một cái vai trò lớn hơn và một thái độ dứt khoát với Bắc Hàn trong vấn đề Bắc Hàn khiêu khích trong thời gian gần đây. Bản thông cáo chung này là một chiến thắng mới của Joe Biden, vận động được cả hai quốc gia đồng minh để mà buộc Trung Quốc phải tăng cường vai trò. Và quý vị, ở trong cái cuộc chiến này, ở trong cái hội nghị G20 này, thì các quốc gia đã thống nhất trong vấn đề gọi là, đương nhiên về cái khí hậu toàn cầu thì tôi đã nói rồi, nhưng mà cái điều quan trọng nhất họ thống nhất là lên án Nga trong cái cuộc gọi là xâm lăng Ukraine. Thì Trung Quốc vẫn trở thành tâm điểm, bởi vì cho tới giờ phút này Trung Quốc vẫn không lên án Nga. Tuy nhiên trước cái hội nghị này 2 ngày thì viên chức của Trung Quốc đã tiết lộ là Trung Quốc tỏ ra bất mãn đối với Nga khi mà Nga tấn công Ukraine và phía Trung Quốc không nhận đầy đủ tất cả những thông tin. Mặc dù trước đó Tập Cận Bình và Vladimir Putin đã tuyên bố là hợp tác không giới hạn. Điều này là Trung Quốc tiết lộ, cho thấy là cái tư thế của Trung Quốc tại khối G20 trong cái biến cố tại Nga đó, thì Trung Quốc đã bị xem là quốc gia không có một cái thái độ thiện chí để giải quyết cái cuộc tranh chấp của Nga và Ukraine. Cộng thêm cái vấn đề của Đài Loan đã được nêu nổi bật ở trong cái hội nghị khối G20. Thì quý vị, bên cạnh cái vấn đề đe dọa của Bắc Hàn, thì các quốc gia đều tỏ ra lo ngại về tình trạng Trung Quốc đang tìm cách thay đổi hiện trạng ở trên cái eo biển Đài Loan. Úc, Anh, Canada, ông Justin Trudeau, thủ tướng của Canada, cũng đã đặt vấn đề nhân quyền, tức là vấn đề hiện trạng của Hồng Kông, vấn đề của Tân Cương và kể cả vấn đề của eo biển Đài Loan. Thì kể cả Justin Trudeau cũng đã lên tiếng và đã tiết lộ cái tin này ra, khiến cho Tập Cận Bình phải chỉ trích, phải lên tiếng phê phán ông Trudeau. Nhưng mà quý vị, rõ ràng trong cái hội nghị G20, Bắc Kinh không đạt được một cái thỏa thuận nào và cũng không tạo được cái ảnh hưởng nào. Gần như là ở cái hội G20, người ta coi trọng nhất vấn đề của Ukraine, tiếp tục ủng hộ cho Ukraine. Thứ hai là buộc phía Trung Quốc là phải có thái độ nhún nhường hơn trong vấn đề mà họ đang tìm cách thay đổi cái hiện trạng trên eo biển Đài Loan. Thứ ba là buộc Trung Quốc phải tăng cường áp lực đối với phía Bắc Hàn, tức là buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong cái việc mà kiềm chế Bắc Hàn đang có hành động khiêu khích. Và ngày hôm nay quý vị thấy Bắc Hàn đã bắn thử thêm hỏa tiễn ở phía đông, đồng loạt cả Hoa Kỳ, cả Nam Hàn, cả Nhật Bản, cả Úc đều lên tiếng hết. Cả Úc đều lên tiếng trong vấn đề Bắc Hàn, và đồng thời họ đã đi cả một cái thông cáo chung.
Cái thông cáo chung này được đưa ra ngày hôm nay, tức là một ngày sau khi mà chấm dứt cái hội nghị khối G20. Thì quý vị, rõ ràng là gì? Bốn quốc gia Nam Hàn, Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ đều đặc biệt. Chiến thắng lớn nhất của Joe Biden là lôi được Nam Hàn lên tiếng trong vấn đề của Đài Loan. Quý vị nhớ xưa nay, kể từ lời của ông Moon Jae-in cho tới thời của ông Yoon Seok-yeol, thì bên Nam Hàn họ không nhắc nhiều tới vấn đề của Đài Loan. Họ tập trung vào vấn đề với Hoa Kỳ đó, là thắt chặt các mối quan hệ, đối phó kiềm chế với Bắc Hàn, cũng như là cái nguồn gốc, cái nguồn nguyên liệu cung cấp mà Nam Hàn đang lệ thuộc vào Trung Quốc. Đó là những vấn đề hàng đầu mà ông Yoon Seok-yeol đã làm trong thời gian vừa qua mà ông trở thành tân tổng thống của Nam Hàn. Nhưng lần này trong cái hội nghị G20 thì Nam Hàn đứng chung với ba quốc gia là Hoa Kỳ, Nhật và Úc, đồng lên tiếng trong vấn đề là phải tái lập lại cái hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan và không thể quân sự hóa eo biển Đài Loan. Có nghĩa là chiến thắng của Joe Biden lần này, theo cái quan điểm của tôi, là Joe Biden đã thuyết phục được phía Nam Hàn lên tiếng trong vấn đề của eo biển Đài Loan. Và Yoon Seok-yeol đã tham dự chung cái thông cáo này sau khi mà có những cuộc gặp gỡ bên lề của hội nghị G20. Thì quý vị, rõ ràng phía Hoa Kỳ, Joe Biden đã giành được cái lợi thế so với Trung Quốc. Tập Cận Bình có mặt, nhưng mà gần như cái vai trò của Tập Cận Bình lại lu mờ. Ngược lại, Fumio Kishida lại là người được đón chào nhất. Rồi tới Joe Biden, Thủ tướng Anh và ông Zelensky, Tổng thống của Ukraine, là những người được chú ý nhất trong hội nghị G20. Trung Quốc trở thành mờ nhạt. Và bây giờ lại có thêm Nam Hàn lên tiếng luôn trong cái vấn đề eo biển Đài Loan một cách chính thức, chung với lại ba quốc gia còn lại, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc. Như vậy thì quý vị, rõ ràng trong cái hội nghị G20, Trung Quốc đã thất thế. Tức là họ tìm cách thay đổi cái hiện trạng của eo biển Đài Loan từ một cái eo biển mà có thể hoạt động cả hỗn hợp quân sự lẫn dân sự. Và bây giờ quý vị thấy tàu bè dân sự không thể đi ngang được nữa, toàn bộ do Trung Quốc control về vấn đề gọi là quân sự. Các tàu bè đi ngang bị giám sát rất chặt chẽ. Thì quý vị, rõ ràng Bắc Kinh đang muốn quân sự hóa eo biển Đài Loan. Thì Nam Hàn đã lập tức lên tiếng rồi, Nhật Bản thì trước đây đã lên tiếng, Úc đã lên tiếng thì quý vị đã biết rồi. Nhưng nay tới phiên Nam Hàn lên tiếng thì đây là một cái chiến thắng ít nhất về mặt chính trị với lại ông Joe Biden trong cái chuyến mà ông ta đi qua Á Châu. Và bây giờ quý vị, ngày hôm qua là ngày 16 tây, hôm nay 17 tây, thì quý vị, tới 19 tây là cái hội nghị của khối APEC. Hội nghị của khối APEC diễn ra tại khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Diễn ra tại Bangkok. Thì quý vị, cái hội nghị này là cái diễn đàn về kinh tế của các quốc gia nằm theo cái vòng đai của Thái Bình Dương. Nó diễn ra mỗi năm. Thì năm nay nó tổ chức tại Bangkok. Thì quý vị, điều đầu tiên hết là Tập Cận Bình đã bày tỏ, tại vì Tập Cận Bình sẽ có mặt trong APEC và sẽ phát biểu trong APEC luôn. Nhưng cái điều mà Tập Cận Bình bất ngờ là Emmanuel Macron, tổng thống của Pháp, khi mà gặp gỡ với ông Anthony Albanese ở bên lề của hội nghị APEC, thì ông Macron lại đề nghị, hey, mình có thể quay trở lại cái deal về cái tìm thủy đỉnh chạy bằng dầu diesel. Cái chuyện này đã bị hủy bỏ từ năm ngoái. Quý vị còn nhớ tháng 9 năm ngoái, khi mà Hoa Kỳ, Anh và Úc tuyên bố thành lập cái Liên minh AUKUS, thì Úc đã đơn phương hủy bỏ cái hợp đồng mà đặt mười mấy chiếc tiền thủy đỉnh chạy bằng dầu diesel trị giá 58 tỷ Mỹ Kim. Mà trong đó Anh và phía Hoa Kỳ đã cam kết là cung cấp các cái tiền thủy đỉnh chạy bằng nguyên tử cho Úc từ 8 tới 12 chiếc. Thì đã gây ra một cái sự bất hòa giữa Pháp và Úc. Thì bây giờ bất ngờ ông Macron lại đề nghị lại, và ông Albanese cũng nói rằng sẽ làm việc lại. Mặc dù là không có mua bán, nhưng tại sao Pháp đề nghị là cung cấp cái tiền thủy đỉnh nguyên tử? Bắt đầu sự hiện diện của Pháp quay trở lại Á Châu Thái Bình Dương. Mà quay trở lại Á Châu Thái Bình Dương, Pháp đứng chỗ nào? Không lẽ đứng về phía Trung Quốc quý vị? No. Pháp đứng về phía Hoa Kỳ và các đồng minh trong cái cuộc chuyện Á Châu Thái Bình Dương. Bởi vậy mới đề nghị phía Úc là quay trở lại cái hiệp ước này. Điều này quý vị cho thấy rằng là trong cái hội nghị APEC, đầu tiên hết là Tập Cận Bình đã phải đối diện với thêm một cái lực lượng sắp sửa hiện diện tại Biển Đông và sắp sửa hiện diện tại Á Châu Thái Bình Dương, phối hợp với Hoa Kỳ và đồng minh, đó là Pháp. Thì quý vị, cái APEC đầu tiên hết
là chưa chi nó chưa chấm dứt, nhưng mà ít nhất là quý vị đã thấy rõ ràng là hai bên đã có những cái phía Trung Quốc và phía Hoa Kỳ và đồng minh đã bắt đầu có những cái cán cân lệch rồi, tức là các quốc gia tập trung vào đồng minh của Hoa Kỳ nhiều hơn, Trung Quốc dần dần bị lẻ loi, ít nhất trên hàng hội nghị APEC. Chưa kể là sắp sửa cái cuộc gặp gỡ của Tập Cận Bình và Fumio Kishida, thì ông Fumio Kishida lần trước trong cuộc điện đàm với Tập Cận Bình, ông đã nêu cái vấn đề Tân Cương. Đây là lần đầu tiên rất hiếm hoi mà Nhật Bản kể từ thời ông Shinzo Abe tới thời ông Fumio, ông Kishida đó, là Nhật Bản ít khi nào nhắc tới chuyện của nhân quyền của mấy nước khác đó. Nhưng lần này ông đem cái việc mà gọi là cái vấn đề nhân quyền của Tân Cương lên, có nghĩa là Nhật thay đổi quan điểm. Và bây giờ quý vị thấy tư thế của Nhật đang có rất mạnh tại Á Châu. Họ đang mong chờ Nhật có một cái tư thế lớn hơn ở tại Á Châu Thái Bình Dương. Rõ ràng quý vị, trong cục diện của Á Châu Thái Bình Dương và trong bốn cái hội nghị liên tục trong một tháng này, gần như Bắc Kinh đã không có cửa để mà chen chân với Hoa Kỳ. Cả bốn hội nghị thì Tập Cận Bình đều bị thất thế. Joe Biden cứ mỗi lần mà có hội nghị, ông ta lại lụm thêm một chiến lợi phẩm mới. Từ cái chiến lợi phẩm ở tại cái hội nghị của COP27 cho tới cái chiến lợi phẩm trong cái phiên họp của khối ASEAN, rồi tới cái hội nghị G20, rồi bây giờ tới APEC. Thì quý vị, toàn bộ các cái hội nghị này cho thấy là cái tư thế của Trung Quốc đã bị đè xuống. Thứ nhất, thứ hai là các quốc gia tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương đã bắt đầu có cái nhìn khác. Nhất là cái thời điểm này là phía Đảng Cộng Hòa nắm lại quyền Hạ viện, họ sẽ áp dụng chính sách diều hâu hơn đối với Trung Quốc. Như vậy thì có nghĩa sẽ ảnh hưởng tới cái chính sách đối ngoại, có nghĩa là các quốc gia ở bên Á Châu sẽ phải chọn bên, không còn đứng ở giữa được nữa. Và trong bốn cái hội nghị này chúng ta thấy rõ là tư thế của Trung Quốc đã bắt đầu xuống thấp hơn. Và đây là chiến thắng coi như của một ông già 80 tuổi, Tổng thống Hoa Kỳ, so với Tập Cận Bình 69 tuổi. Quý vị, đây là một trong những cái mà chúng ta thấy rõ ràng Tập Cận Bình đã thất thế. Và điều này có thể sẽ khiến cho Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy chính sách diều hâu ngoại giao nhiều hơn. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Hilton Nhật Ký phần 1 của tôi ngày hôm nay, liên quan tới cái chuyến công du ra nước ngoài dài, khá dài của ông Joe Biden suốt mười mấy ngày liên tục, khi mà ông ta bắt đầu tham dự bốn cái hội nghị lớn diễn ra trong vòng một tháng. Và điều này cho thấy là cái cộng đồng quốc tế đã bắt đầu chú ý nhiều hơn tới cái trường hợp bành trướng của Trung Quốc. Cả bốn hội nghị Trung Quốc đều đã bị thất thế, và những vấn đề nào được đưa lên đều nhắm tới Trung Quốc cả. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hilton Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!